Báo Nga bình luận ZSU-234 Sika Việt Nam tự nâng cấp Một tổ hợp pháo phòng không tự hành nâng cấp ZSU-234 Sika của Việt Nam được trưng bày mới đây đã thu hút sự quan tâm từ báo chí Nga. Theo bình luận từ trang rg.ru, sự khác biệt chính của bản nâng cấp do Việt Nam tiến hành so với mô hình cơ bản nằm ở chỗ thay vì chạm radar thì một mô đun quang điện tử đa kênh đặc biệt đã xuất hiện. Khí tài này được trang bị camera kỹ thuật số và kênh ảnh nhiệt cũng như máy đo khoảng cách laser. Những thiết bị như vậy cho phép kiếp chiến đấu tự tin nhìn thấy nhiều mục tiêu khác nhau, kể cả những đối tượng nhỏ, trong cả ngày lẫn đêm và sử dụng hiệu quả các vũ khí hiện có để chống lại chúng. Đồng thời với cải tiến trên xác suất bị phát hiện của chính phương tiện chiến đấu giảm đáng kể bởi nó không còn lo bị tên lửa chống bức xạ diệt radar nương theo cánh sóng để tìm tới tiêu diệt, giúp tăng đáng kể cơ hội sống sót trên chiến trường hiện đại. Để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, 4 khẩu pháo bắn nhanh, 23mm tiêu chuẩn đã được bổ sung hỏa lực bằng hai cụm ống phóng của tên lửa phòng không vác 2M với cơ số 4 quả đạn. Dữ liệu đầu tiên về công việc nâng cấp Sinka đang thực hiện tại Việt Nam đã được công bố cách đây khoảng một năm. Đồng thời, các khung hình video về quá trình lắp ráp và bắn thử của mô đun tác chiến đã được trình diễn. Giả định rằng trong trường hợp thử nghiệm thành công, những cải tiến tương tự sẽ được giới thiệu trên những hệ thống ZSU-234 khác đã được phục vụ trong lực lượng mặt đất của quân đội nhân dân Việt Nam từ dưới những năm 70 của thế kỷ trước. Đồng thời, các nhà thiết kế quân sự Việt Nam đang nghiên cứu nhiều hệ thống phòng không khác, ví dụ là phiên bản di động với tên lửa đất đối không trên khu gầm xe tải Việt giã bánh lốp Kamaz 43266 đã được tạo ra không loại trừ khả năng hệ thống phòng không tự hành Trela 10 cũng được hiện đại hóa, đặc biệt khi trình độ công nghiệp quốc phòng Việt Nam có bước tiến vượt bậc, tờ báo Nga bình luận. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.